Đó Thứ nha. nhất cô có hai có hai cái đó là cái lòng tin cô có, thứ hai cơ địa cô nó cũng hạt. Đúng. Dạ là nó mới anh. Thì giờ nói ha, nói về Dạ đánh táo thì mình chưa có dùng lâu, nhưng mà khoảng hai từ bữa hôm uống cái này khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng thì dạ nó có hiệu quả. trước đây cô có bệnh chi? Nhiều lắm, trong mình nó tới đi khám thực tế là cái toa của thầy thuốc khám là tới 4 5 căn bệnh rồi. Dạ Có lúc mà khám ra là bị kêu là loét bao tử nè, dạ viêm xoang, dạ viêm xoang sàn rõ ràng vậy luôn á, với hở van tim 4/4, rồi nó liệt lửa người nữa. dạ Có lúc có lửa người bên trái á, là nó bị đi khám thì nói là bị thoát vị đĩa đệm, dạ nhưng mà nó giống như là nó nhức, nó ghim vô cái mông gì đó, rồi cũng không có biết là bệnh gì tới nữa, mà nghe miễn mà nghe thấy thuốc tây là sợ, dạ uống thuốc tây vô là nó muốn ói mửa thì không dạ chịu không được. Và từ lúc mà gặp chánh táo tới giờ uống khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng nay thì thấy nó cũng ổn, cái tim thì nó cũng khỏe. dạ rồi cái cách cô uống là cô uống làm sao cô? Thì 2 muỗng theo công thức của cái tờ giấy ghi đó, Dạ. làm theo đúng công thức. Mà khi uống thì uống 2 muỗng cà phê pha với 1 ly Là uống giấm nước, tỏi táo với mật ong. đúng rồi, Dạ. có pha thêm chút gừng nữa. Dạ. Ngày cuốn mấy lần? Ngày thì bữa nào mệt thì uống 2 lần, mà Dạ. thường thường thì uống chỉ có 1 lần vào Dạ. buổi tối. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà nghe thấy uống buổi sáng tốt thì thôi để mai nói chuyện uống buổi sáng. Dạ. Là cô cảm nhận cái người cô thay đổi như thế nào so Thay với đổi lúc kia trước khi chưa uống? thấy nó khoan khoái hơn nhiều, với Dạ. lại da dẻ nó đỡ hơn, chứ nó đỡ hơn lúc Nó trước, ốm hơn hả? nó đỡ hơn Dạ. lúc trước nó tím tím mà nó À. yếu ớt trong mình lắm, Dạ. nhưng bây giờ thì thấy nó thoải mái hơn, Dạ. cái bệnh nhức nó cũng hết đấy. Dạ. Cái viêm xoang cô có đỡ hơn không? Cái viêm xoang thì hồi đó là đi bác sĩ Hạnh ở Long Xuyên đó là 1 tuần 400.000 đó. Dạ. Rồi bây giờ thì dùng cái này để thêm một món thuốc mà cô nói đó, Dạ. là kể như là không có tính toán như tới cái vụ mà thuốc tây gì hết. Là bây giờ cô còn dùng thuốc tây gì nữa không? Không, bỏ hết thuốc Chỉ tây uống luôn. giấm táo, tỏi với mật ong thôi. Dạ. Nói thêm món kia gì đó thì nó kỳ phải không? Dạ. Nhưng mà thôi, em phỏng vấn về cái này thì nói ra riêng về cái này đi. Dạ. Thì đó, giờ uống 2 tháng mấy, 3 tháng này thì đó vậy đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Giờ nếu mà nghe mà phải đi bác sĩ hay là đi nhập viện là thôi, đừng có mơ đi. Coi 60 giây mà ta chen chúc ở trong bệnh viện mà tội nghiệp cho người ta, tội Dạ. nghiệp cho những người mà chen chúc với nhau. Dạ. Còn bây giờ hoàn toàn năm mấy 2 năm nay đó, từ lúc cô dùng nước tiểu nè, cô ngồi thiền nè, rồi cộng thêm cái bây giờ giấm táo nữa. Nhưng mà từ bữa hôm giấm táo tới nay thì nói nào nói ngay, da thịt nó đẹp hơn. Dạ. Chứ bữa hôm mà uống nước tiểu nó chỉ là nhẹ cái tim, nó cũng Dạ. là khỏe, bớt bệnh cho mình thôi. Dạ. Nhưng mà cái này mới là thực sự là triệt để cái vụ mà bệnh tim nè, Nó thông tim. nó thông tim lắm, uống vô nó thông dữ lắm. Thì đó, bây giờ nó ổn. Nói chung ra thì gặp cái môn này thì cũng rất là mừng. Tôi dùng qua cái sản phẩm này á, thì thấy nó cũng có hiệu quả. Mặc dù thì thời gian nó chưa có dài, nhưng mà qua cái thời gian sử dụng cũng 2 tháng mấy, 3 tháng thì nó có hiệu quả. Thì cũng mong mọi người á, biết đến cái sản phẩm này đó, thì dùng nó thì cũng rất là tốt. Trước mắt thì thấy tốt cho tim mạch đó, tại vì tôi bị bệnh tim rất là nặng. Còn những bệnh khác 4 5 căn bệnh trong mình thì thấy nó cũng có thuyên giảm. Thì cũng mong mọi người tìm đến cái sản phẩm này dùng nó. Thấy cái số giá tiền thì nó cũng dễ xài, rẻ, tính ra so với thuốc tây thì nó cũng là rẻ hơn nhiều mà dễ dùng hơn nhiều. Dạ.